Phật tử tại gia. Các hàng Phật tử tại gia lên chùa lễ Phật phải là nghe kinh. Nghe rồi trí tuệ khai minh, chánh tà hai nẻo phân minh rõ ràng. Cầu sinh là thứ hoang đàng, tự mình làm phước mới mang được về. Cầu sinh theo lối si mê, chẳng phần công đức, não nề khổ thân. Hãy nên gắng sức tập dần, nghe pháp hành thiền, lễ Phật tụng kinh, tâm tư thương mọi sinh linh. Không nên sát hại hữu tình từ nay, của người vai trả trả vai, không cho không lấy của ai vật gì. Tư tình tình tứ chi chi, vợ chồng người khác chớ vì tà dâm. Nói lời chân chất thật thà, chớ đừng dối trá lừa ta gạt người. Tránh xa bạn ác biến lười, say sưa chè chén thành người vô tri. Để tâm học đạo từ bi, vun bồi phước tuệ vô vi thiện lành. Thiền môn là chốn tu hành, hộ trì làm phước để dành mai sau. Thiền môn là chốn thanh cao, chớ mang thế tục nhiễm vào thiền môn. Cửa thiền là ruộng phước điền, để ta gieo hạt thánh hiền nơi tâm. Mong cho dứt hết mê lầm, mong cho Phật tử đạo tâm sáng ngời. Nghề nghiệp. Mỗi người nuôi sống thân mình, bằng nghề kiếm sống tự mình nuôi thân. Nghề lành thì mạng cũng lành, nghề mà bất chánh thì sanh mạng tà. Nghề gì tổn hại người ta, sát sinh thì tránh, kẹo tà mạng sinh. Tạo ra chất độc, chất sai, tạo ra khí giới, tiếp tai hại đời. Nghề làm tâm trí rối bời, mê sai trụy lạc vì lời tấu ca. Truyện phim nhăn nhít ba hoa, tán tâm loạn ý cũng tà mạng sinh. Cúng cầu lễ bái van xin, xem ngày tốt xấu u minh được gì. Những nghề bất chánh bỏ đi, những nghề nuôi mạng chánh tri nên làm. Nghề lành tạo được phước lành, tạo ra văn hóa thực hành điều hay. Tạo ra dân trí thẳng ngay, lan truyền đạo đức, nghề này thì nên. Nghề lành nuôi mạng mới bền, làm nghề chân chánh tạo nên phước lành. Phật tử dân y. Hàng năm cứ đến mùa mưa là mùa kiết hạ, từ xưa lưu hành chư tăng 3 tháng tịnh thanh, an cư một chỗ thực hành tịnh tu. Để cho tăng trưởng công phu, để cho đạo hạnh người tu thoát trần, vì mong được hưởng phước phần, các hàng Phật tử từ gần đến xa có niềm tin đức Phật Đà, kính tin sáu pháp cũng là tinh tăng. Hôm nay hội đủ duyên lành, về đây dự lễ cúng dường dân y. Mùa mưa 3 tháng đến kỳ, chư tăng kiết hạ thực thi pháp hành. Các hàng Phật tử thuần thành, cúng dường vật dụng tịnh thanh gọi là. Hộ trì tam bảo Phật Đà, hộ trì tăng chúng tu 3 tháng này, an cư kiết hạ lành thay. Chúng con tùy hỷ phước này từ trên, chư tăng tu tập vững bền, công phu thiền định tạo nên phước lành. Từ bi tế độ chúng sanh, gieo duyên Phật tử phước lành bao la. Chúng con Phật tử gần xa, ngưỡng mong sáu pháp Phật Đà bền lâu, cúng dường công quả phước màu, kính dâng tam bảo trên đầu trước tiên. Kính dâng thất tổ cửu huyền, mong cho thân quyến mọi miền lạc an. Mong cho khắp cả thế gian cũng đều được hưởng lạc an phước lành. Mong cho thế giới chúng sanh
xa lìa khổ não, thiện lành an vui. Sa đu, sa đu, sa đu. Công quả. Những ai công quả trong chùa là đang tạo phước, hơn thua chẳng hề, tâm thành chẳng ngại khen chê, phung bồi công đức chẳng hề lợi danh, làm nhanh cho phước trổ nhanh, làm lành phước báo song hành cùng ta, tâm từ ban rải bao la, an vui chánh niệm nói ra dịu dàng, không nên kể chuyện xóm làng, chuyện vui chuyện ghét chớ mang trong này, lắng tai nghe pháp tỏ bày, tin sâu nhân quả tháng ngày an vui. Mình là con đức Phật rồi, hộ trì tam bảo vung bồi thiện nhân, chẳng phân cao thấp xa gần, đến đây tạo phước góp phần dựng xây ngôi nhà chánh pháp nơi đây, môi trường tu tập dựng xây vững bền.